Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Lại đến với cây cảnh Vạn Phúc, một không gian chợ rất là tấp nập người mua người bán như thế này. Phiên ngày hôm nay ngày thứ 6, tức là mùng 10 tháng 6 âm lịch. Lại đến với những gian hàng, đến với những anh em rất là quen thuộc, thường xuyên có mặt ở đây để giao lưu những cây cảnh nghệ thuật từ nhỏ cho đến lớn và nhiều chủng loại cây khác nhau, rất là vui. Vâng, chúng ta đến với tác phẩm đầu tiên là cây đề đỏ. Cây đề đỏ này tác giả là của anh Hùng Đen. Chúng ta cũng muốn anh báo giá xem là giá bao nhiêu thì anh giao lưu được cây này. 5 triệu rưỡi. Bao nhiêu? 5 triệu rưỡi à? Tiếp theo đến cây mai chiếu thủy, lá nhỏ. Cây mai này bao nhiêu anh Hùng? Cây mai triệu 2 bao nhiêu? Triệu 2, vâng. Đây anh có cây si à? Dạ vâng. Cây si đỏ. Nếu cây si đỏ là nó bấm vỏ ra là có nhựa đỏ đấy. Búp hồng. Hả? Búp hồng. Si búp đỏ. Đúng rồi. Búp đỏ, búp hồng. Hùng Đen hôm nay hết cây rồi. Hôm nay cháu mệt, cháu không nai đi. Cả vì thế bà già chân đỡ chưa? Dạ, đỡ rồi bác ơi. À thế à? Cây si này bao nhiêu, giá bao nhiêu cháu? Cây si 8 triệu ạ. 8 triệu. Vâng, chúng ta tiếp đến những cây sung. Cây sung nhỏ như quả rất nhiều. Thì tôi quay ở Việt Trì xong tôi phải về, tôi ngủ bên đấy à, mà ông cứ hỏi mãi ở Việt Trì. Vâng. Vâng, thế ông này hôm nay ông có mua được cây nào không? Bây giờ mới xuống, vừa xuống. Vừa xuống đây à? Vâng. Hỏi ông thì đây là chung người làng coi. À đây ạ. À vâng vâng. Tôi nếu tôi không nhầm thì như nếu trước bác làm chủ tịch xã. Đúng. Nguyên chủ tịch. À nguyên chủ tịch. Thì tức là trước làm chủ tịch xã đấy. Vâng. Bây giờ mới chơi cây này. Đứng dịch vào bác. Đứng dịch vào. À thế nhà bác là gần ngay nhà ông Trung đấy à? Thôn trên thôn dưới. À thôn trên thôn dưới. Vâng. Mới chơi cây. Vâng, ông Trung này mới chơi. Nhưng mà bác là tôi biết là bác chơi từ lâu rồi. Tôi chơi lâu lắm. Bác chơi từ lúc cần bao cấp cơ. Đúng rồi.
Thôi chơi đồ điện, chơi đồ cảnh. Vâng. Cái súng này của anh à? À, của người khác à? Thế bây giờ hai anh em đi đâu đấy? Đi ra xem một cây kim quýt. Cây kim quýt chỗ nào? Của thằng cha Lập à? Lập. Ờ, cây kim quýt đi vào đây hôm nọ tôi vừa quay ấy gì? À, đây rồi. Đây rồi, bây giờ tí nữa ra. Cái phôi 20 triệu với là mấy chục triệu. Một ngày tôi phải xem 10 lần. À vâng, cảm ơn. Nhưng mà bác ơi, bác đúc cái túi ví biết cẩn thận cái. Em nhắc bác ấy. Thứ nhất là túi không có nắp, thứ hai nó thòi lòi ra. Bởi vì vừa nãy có một ông ở đây rơi ví. Đấy, em nhìn thấy bác đúc thế em phải nhắc. Đây rồi, thế nhá. Tí tôi vào. Vừa mới có ông mất ví, ông lại đúc thòi lòi cả, phải nhắc ông ấy. Chủ vườn lại chạy đâu chứ? Anh lại nhốt được cái xanh vào đây rồi anh ơi. Cây này bao tiền anh? Cái này nếu mà ông hỏi bây giờ thì 10 triệu ông bán, còn nếu mà trước tầm 30 phút thì chỉ nó tầm hơn triệu và 2 triệu. À thế kìa. Thế là bây giờ trở về nhà rồi đấy. À thế là anh nhốt cây xanh vào đây rồi. Tính ra là mấy triệu? Được, nó là xanh quê, giá 2 triệu. Đây đằng này của mình tất à? Còn mấy cây ổi hay thì tôi xem nó mà nó có bán nó 3 tiền cây là bán mấy triệu đấy. Cái ổi nhiều quả vừa tối qua tôi xem là ông gì ở quê anh ấy. À có bán chứ. Ừ. Quay lên để bán mà bác mua không? Có. Tôi thích cái ổi tàu nó ra quả. Được rồi, đoạn tí em cho bác số điện thoại. Bác sinh thấy nó có vấn đề gì chỗ này không? Được rồi. Nó lại quả sai. Mấy chùm. Cây này không phải cây sung. Cây vả mà. Cây vả, lòng vả như lòng sung. Quả thì cá trong đây đây này. Rồi. À. Bao nhiêu tiền cây này anh? Cây này là 2 triệu đồng. 2 triệu à? Lòng vả như lòng sung đây. Cây này là cây đề trắng à? Đề trắng này bao nhiêu anh? 5 triệu rưỡi. Vặt trụi hết lá, mình ngắm một lúc mình mới nhận ra nó là cây đề trắng. Dành à? Cây này 3 triệu rưỡi á? À. Ở trên xe tôi thấy anh cũng có một số những cái bonsai mini rất hay. Đây có cả bể đá luôn, bán luôn. Bể đá bao tiền? Bể đá này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi cái bể này á? Bể cũ à? Bể đá cổ luôn ạ. À, chào. À, đi 25. 30. Tầm khoảng 30. 30. Thì đấy, 30 tầm. 30 cả vỏ. Vâng. Thế còn cây này là cây gì đây? Là cây đấy là cây vân sao.
Găng tù hú. Găng tù hú. Găng tù hú à? Vâng đúng rồi, con nó 4 triệu rưỡi. Chiều cao 20 phân. Cút kít rụt thịt lại hay nhỉ? Găng tu 4 triệu rưỡi à? Dạ vâng ạ. Làm được rất nhiều năm. Còn cái này là vẫn là dành dành 1 triệu 500 ngàn. 1 triệu 500 ngàn cái dành dành này. Đấy, bể đá đây. Những bể đá. Thằng đấy giờ chỉ có lấy lá cây xoa vào nó mới lên hết. Tí này nó bị hơi mẻ góc họ dán bằng bột đá rồi. Rồi. Đây là khóm nhài. Chắc bằng khóm nhài đẹp. Nhài đẹp. Đỏ lắm. 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi. Rồi. Này, 18 phần bản gốc 18, 17 18 phần chiều cao. 227. Đây cả món tường vi trước xung quanh nhà. Tường vi đấy, 1 triệu 6 cây. Ôi, thế mà xe chở được nhiều đấy à? Hôm nay là chở ít. Vẻ có cái xe 5 tạ con nhưng mà ông ấy chở ác cả đấy. À, xe tấn. Ờ, à, thế thì xếp, nó các bạn xếp khéo thôi. Có giá, có giếc gì không? À, thế mà ông xếp được hết chỗ này. Xe này nó lở, nó giá biết sao. Ôi đến uống đi, uống đi, tớ uống rồi, vừa làm hai quả dừa kia rồi. Anh ơi, tôi làm ơn anh giúp tôi cái tôi... Cho xe vào đây, cho gọn vào đi. Cho xe gọn vào đây. Rồi anh bỏ mũi ra, bỏ mũi ra, người ta nhìn anh rõ đây nhá. À, đây là trước phút mà Hương Sắc Đỗ Sinh dừng máy quay. À, tôi có gặp một bác đi chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc. Bác có cho tôi biết là bác bị rơi cái ví. Vâng, trong đó là tôi tên là Phùng Văn Hiên. Bác là Phùng Văn Hiên. Địa chỉ Phùng Văn Hiên ạ. Phùng Văn Hiên. Địa chỉ địa chỉ nhà cũ là 14 phố Cổng Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vâng. Vâng. Theo bác thì bác đánh rơi ở khu vực nào? Tôi nghi gần đây nhất là đánh rơi ở đây, thì ai có nhặt được thì cho tôi. Tức là gần cái khu vực chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, vâng. Hà Đông. Vâng. Phiên ngày hôm nay thứ 6. Vâng. Ngày mùng 10 tháng 10 ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch. À đúng rồi. Vâng. Vì phiên chợ người ta họp vào ngày âm. Ừ. Thế và tôi rơi giấy tờ thì gồm có đăng ký xe máy này, vâng, thẻ ATM BG này, vâng, rồi chứng minh thư nhân dân, tên cũng là Phùng Văn Hiên ở số nhà 14 phố Cổng Đục, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, và chứng minh thư mới của tôi là ở địa chỉ phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Vâng, anh đọc chậm số điện thoại của anh đi. À vâng, đây. À, để khi mà có ai qua cái chương trình Hương Sắc Đô Sinh mà biết hoặc là nhặt được thì làm ơn điện đến báo cho anh. Vâng. Số điện thoại của tôi là 091 822 1303. Vâng. Đấy, hoặc là điện đến cho Đỗ Sinh theo số điện thoại của Hương Sắc Đỗ Sinh trên màn hình. Vâng, được rồi, chúng tôi sẽ truyền qua cuốn video này và cuốn video sau nữa. Vâng. Để cho anh em trong làng chơi, những người mà đi dạo chợ Vạn Phúc, Hà Đông mà nhặt được. Vâng. Thì báo cho bác Hiên. Vâng, vâng, vâng. Vâng. Bác cũng sẽ có ý kiến. Vâng, để, vâng. Cảm ơn và hậu tạ anh em. Vâng, vâng. Thế tôi vâng. Cảm ơn nhá. Vâng, 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 vâng. Rồi. Vâng, rồi. Vâng, chào bác nhá. Vâng.